Không phải chờ đến chính hội mới thấy sự náo nức của các em nhỏ, mà ngay từ sáng sớm, các hoạt động trò chơi tương tác như làm mặt nạ, đèn lồng đã kéo bước chân các em nhanh nhanh tới điểm tập kết. Cái hay đó là khi ra thành phẩm là những bông hoa, con gà, ngôi sao năm cánh, chả ai nghĩ những sản phẩm này lại được tạo nên từ những đôi bàn tay còn vụng về, uốn nắn từng mép giấy, thết từng góc hồ dán. Mà lạ nữa, ta còn thấy cả bóng dáng của người mái đầu đã điểm bạc, đôi bàn tay gồ ghề theo thời gian cũng chụm đầu quanh mỗi góc nhỏ. Lớn hay nhỏ không còn phân biệt tuổi tác nữa, nơi này chỉ còn lại niềm vui, là sự thích thú chìm đắm vào kỷ niệm tuổi thơ cùng đùa vui trong đêm trăng. Nếu rước đèn, phá cỗ là hình ảnh đặc trưng của Tết Trung Thu, thì tiếng trống lân thùng thình là âm thanh không thể thiếu trong dịp hội hè này. Tiếng trống lân còn là tín hiệu để đám trẻ tụ họp liên hoan trong ngày Tết dành riêng cho mình. Không gì tuyệt vời hơn khi vừa được phá cỗ, vừa được thưởng thức những làn nghệ thuật múa hát đặc sắc do chính các bé biểu diễn.